Ông Trossier hé lộ triết lý mới sau trận thắng nhọc của U22 Việt Nam. U22 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn khi vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-0 trong trận ra quân của bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 32. Trận thắng nhọc nhằn. Hai pha lập công của Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Việt đã mang về chiến thắng quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Trossier. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có một khởi đầu hoàn hảo khi Nguyễn Văn Tùng ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai bằng cú đánh đầu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin để chơi tấn công và tạo sức ép về phía khung thành của U22 Lào. Tuy nhiên, các cầu thủ Lào đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và không dễ bị bắt nạt, họ đã chơi tấn công quyết liệt trong hiệp 2. U22 Lào đã có cơ hội gỡ hòa ở phút 75 khi Glenn Theo đánh đầu khiến xà ngang của Việt Nam rung lên. Ngay sau đó, Quan Văn Chuẩn đã xuất sắc cứu thua cho U22 Việt Nam trước cú đánh đầu bội của Johnny Wan-Bissaka. Các cầu thủ trẻ Lào vẫn miệt mài tấn công nhưng không thể ghi bàn và phải trả giá ở phút bù giờ thứ hai khi Nguyễn Quốc Việt nhận đường truyền của Võ Minh Trọng và sút tung lưới U22 Lào, ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam. Hiện tại U22 Việt Nam xếp thứ hai bảng B sau U22 Thái Lan do hiệu số kém hơn. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước U22 Singapore nhờ các pha ghi bàn của Terazak Kofimai, Ejiko Kirirom và Purachet Thosanit. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Trossier tỏ ra hài lòng với chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Lào ở trận ra quân bảng B SEA Games 32 trên sân Prince. Đây là một khởi đầu tốt cho chúng tôi. Chúng tôi ghi được hai bàn thắng từ những pha bóng sống và không để lọt lưới bàn nào. Điều này giúp chúng tôi có lợi thế trong 3 trận còn lại của bảng đấu. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng với vị trí cao nhất có thể, ông nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. Huấn luyện viên Trossier thừa nhận Việt Nam chưa thể thi đấu tốt nhất trong trận này và cần cải thiện nhiều điểm yếu trong các trận tiếp theo. Tôi không hài lòng với một số chi tiết trong lối chơi của các cầu thủ. Họ có thể làm tốt hơn nếu không nôn nóng và thiếu kỷ luật khi đối mặt với hàng phòng ngự của Lào. Nhưng tôi cũng muốn bảo vệ các cầu thủ vì trận đầu tiên luôn khó khăn cho họ. Tôi muốn nhìn vào kết quả hơn là chi tiết, ông Trossier nói. Huấn luyện viên Trossier, tôi sẽ cung cấp cho các cầu thủ vũ khí mới. Huấn luyện viên Trossier đã bày tỏ sự không hài lòng với quan điểm của ông Wei, huấn luyện viên U22 Lào, khi cho rằng Lào xứng đáng có điểm số trước Việt Nam ở trận ra quân bảng B SEA Games 32. Không, chúng tôi thắng 2-0 mà, ông nói. Tôi đã từng trải qua nhiều thất bại trong sự nghiệp của mình. Khi làm huấn luyện viên, bạn phải biết tìm nguyên nhân chứ không phải tìm cớ. Bàn thắng không phải là may mắn. Cầu thủ của tôi đã phải cố gắng rất nhiều để ghi bàn. Thủ môn và hàng phòng ngự cũng đã phải cố gắng để giữ sạch lưới. Sân cỏ không phù hợp với lối chơi của Việt Nam. Trận này, chúng tôi có bàn mở tỷ số sớm. Đó có thể là lợi thế hoặc bất lợi. Cầu thủ có thể bị lúng túng, không biết nên tiếp tục tấn công hay phòng ngự. Tôi đồng ý với Quê rằng đội của ông ấy đã chơi khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng cuối cùng, chúng tôi mới là người chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Trận đấu này không dễ dàng gì, nhưng đây là trận mở màn mà, luôn luôn khó khăn. Còn nhớ Ả Rập Saudi đã từng đánh bại Argentina ở trận ra quân World Cup 2022. Tôi muốn nhấn mạnh rằng hôm nay Việt Nam đã chiến thắng và tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì điều đó. Việt Nam là nhà vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này đặt ra nhiều áp lực cho huấn luyện viên Trossier khi ông phải tiếp quản đội tuyển và U22 Việt Nam. Áp lực càng lớn khi Việt Nam có thành tích không tốt trong các trận giao hữu trước SEA Games 32. Vị chiến lược gia người Pháp cho biết, ông cảm nhận được sức ép từ truyền thông, liên đoàn và người hâm mộ về kết quả và danh hiệu mà ông phải giành được. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định mình thích áp lực nhưng không thể làm được nhiều trong thời gian ngắn. Tôi muốn truyền tải triết lý mới, huấn luyện viên Trossier nhấn mạnh. Trước đây Việt Nam chủ yếu phòng ngự, chờ cơ hội phản công và đã có nhiều chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng khi gặp các đội bóng châu Á, họ thường thua dù vẫn giữ nguyên lối chơi. Để tiến xa hơn ở châu Á hay thế giới phải vượt qua giới hạn của mình. Tôi muốn cầu thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước kia các hậu vệ chỉ nghĩ đến phòng ngự, tiền vệ truyền bóng và tiền đạo ghi bàn. Nhưng tôi muốn các hậu vệ cũng dám chơi bóng, tiền đạo cũng phải giúp đỡ đồng đội. Các cầu thủ cần tự tin hơn, hướng tới mục tiêu World Cup. Tất nhiên, hiện tại chúng ta cần giữ vững vị thế ở Đông Nam Á, ở SEA Games. Nhưng trong khi đó tôi sẽ cung cấp cho các cầu thủ công cụ mới, vũ khí mới. Hiện tại chưa thể làm được ngay, nhưng đó là khát khao của tôi, đó là lý do tôi quay lại Việt Nam. Đôi khi chúng ta phải trả giá. Vì vậy, tôi nói trận này là nền móng cho những trận sau. Ở lượt đầu thứ hai, diễn ra ngày 3 tháng 5, Việt Nam sẽ đối đầu Singapore, đội bị Thái Lan đánh bại 3-1 ở trận mở màn hôm nay.